Đó anh em thấy không? Cái kim nó tụt lên chạy xuống rất ok nha. Rồi xin chào tất cả mấy anh em nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mấy anh em cách kiểm tra cái báo xăng trên đồng hồ ha. Rất đơn giản nha mấy anh em. Cái này là mấy anh em mà có thể kiểm tra làm tại nhà ha, rất đơn giản. Thì cái xe của mình đi là nói chung là xe mới thì không sao, nhưng mà xe cũ thì đi lâu năm thì cái hệ thống báo xăng đây này nó cũng làm việc không ổn định hoặc là nó không làm việc nha. Thì dẫn đến tình trạng mà đi nhiều khi cái xe mình hết xăng mình không có biết. Thì hiện tại bây giờ là cái xe trên chiếc chiếc rim này là cái đồng hồ báo xăng hiện nay nó bị liệt nha anh em. Đó, nó bị liệt và cái kim nó đứng một chỗ, nó không có lên có xuống gì ha, lúc thì lên lúc xuống không có đều. Thì hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn cái cách mà kiểm tra nha, kiểm tra để mình biết được là cái đồng hồ mình nó hư hoặc là do cái đường dây hoặc là do cái biến trở hay gọi là cái phao xăng ở trong thùng xăng này hư. Thì việc đầu tiên là bây giờ mình sẽ tháo cái yên lên ha. Đối với những cái dòng rim quay hoặc qua rẽ giờ rất đơn giản nha anh em. Bây giờ mình sẽ tháo cái yên, chỉ cho anh em cái cách kiểm tra nha. Thì ở đây thì mình mở cái yên rồi, mình cũng đây cái giắc sẵn mình lôi sẵn ở đây nha. Đây là cái giắc báo xăng nè. Thì đây là cái giắc báo xăng, thì các bạn á chúng ta nhấn cái nút này nha, nhấn xuống nè, rồi rút ra. Rồi các bạn rút báo xăng lên cho mình nha. Thì đây là cái phần báo xăng. Thì để biết được thì đây là cái bên phía cái thùng xăng nha. Bây giờ mình khoan tháo cái này ra nha anh em. Mình khoan tháo ra thì các bạn hãy kiểm tra cho mình cái vị trí chỗ này trước trên cái báo xăng nha. Thì cái giắc này là bên cái vị trí này là bên bó dây sườn nha, bó dây sườn. Thì cái dây màu xanh này á, cái dây màu xanh này chính là cái dây mát nha. Đó, cái dây mát. Và mát ở đây là mát sườn với lại mát này là chung nhau nha mấy anh em. Đó, mát sườn và mát này là chung nhau. Còn cái dây màu vàng sọc trắng này và cái dây xanh biển sọc trắng thì hai dây này nó chạy thẳng về cái đồng hồ báo xăng của mình. Đó các bạn thấy không? Ở trên cái đồng hồ kìa. Đồng hồ ở đây là cái vị trí của cái đồng hồ mình á là nó vào 3 dây nha. Vào 3 dây. Thứ nhất là dây nguồn màu đen sau khóa. Đó, dây nguồn màu đen sau khóa và dây màu vàng sọc trắng, xanh dương sọc trắng. Đó là trên đồng hồ mình nó có 3 dây. Còn ở dưới này nó thì nó cũng có 3 dây mà dây mát vào đây nha. Rồi. Đầu tiên á, anh em muốn mà kiểm tra cho cái xăng mình nó lên hay không, đúng không? Thì anh em lấy cọng dây điện hoặc là cái kèm nhộn cũng được, chúng ta dí mát vô đây. Các bạn dí vô, nối tắt lại, nối cái vị trí màu xanh với cái màu vàng sọc trắng cho mình. Thì kiểm tra cái đồng hồ có lên không? Đúng không? Lên không? Và xong rồi anh em nối từ màu xanh qua xanh xanh mát này, xanh lá cây qua xanh dương sọc trắng. Coi cái kim có tụt xuống không? Giả sử nếu mà cái kim mà nó tụt lên tụt xuống. Đó, ok. Thì không sao, như vậy là cái đồng hồ mình không có bị gì và đường dây nó không có vấn đề gì, đúng không? Tại vì mình thử ở vị trí này nó lên xuống thì không sao. Còn thì lúc này anh em sẽ tháo cái phao xăng này ra. Chúng ta thay cái phao mới nha. Còn trường hợp mà anh em thử mà nó không có lên, chúng ta nối từ đây dây mát, đúng không? Qua dây vàng. Đó, nó không lên, hoặc nối từ dây mát qua dây màu xanh dương, nó không lên. Được chưa? Thì anh em sẽ nối thử giùm cho mình ngoài ra ngoài đi. Chúng ta không lấy mát trong này mà chúng ta lấy mát ở ngoài sườn xe. Đó, ví dụ như đây là cái sườn xe chúng ta nối ra đây, thử nó lên xuống gì không? Đúng không? Nếu như mà nó có lên xuống thì chứng tỏ là cái dây mát này đứt rồi. Nha. Đó, bây giờ mình sẽ thử cho anh em thấy này. Bây giờ cái đồng hồ hiện tại giờ cái kim nằm giữa này. Bây giờ mình sẽ ghim mà dây màu xanh với dây màu vàng nối tắt nha. Thì anh em quan sát trên cái đồng hồ cho mình nha. Nè. Nối đây. Để mình bật khóa này nè. Rồi mình sẽ nối vô cái dây màu xanh lá cây và dây vàng nè. Đó anh em thấy không? Này nó lên ha. Lên tới nơi. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua nối tắt cái dây xanh lá cây và xanh dương sọc trắng nha. Thử coi cái kim có tụt xuống nè. Đó anh em thấy không?
cái kim nó tụt lên chạy xuống rất ok nha. À, lên xuống rất ok. Đó. Như vậy là mình kết luận rằng là cái đường dây này và cái báo xăng ở từ đai về tới cái đồng hồ ha, từ đai về tới cái vị trí đồng hồ là nó không có một cái vấn đề gì hết. Như vậy là từ mình kết luận là nó chỉ hỏng từ đoạn này vào cái thùng xăng thôi. À, mình kết luận là nó hỏng từ đây vô tới thùng xăng thì anh em chỉ cần lấy cái thau thay. Còn trường hợp mà anh em mới mà nối tắt á, anh em nối tắt nhá, không nối tắt mà nó không có lên không xuống thì anh em thử ra nhờ ngò mát cho mình, anh em mình cũng thử nó lên luôn nè, đúng không? Bây giờ kim hiện tại bây giờ là nó xuống rồi đúng không? Bây giờ mình cho nó lên nè, kim vô dây màu vàng, chúng ta đấu vô mát nè, đây dây mát ở chỗ này nó không có mát nha. Bây giờ mình sẽ ghim ra ngoài cái thanh này nè, đây cái thanh này, cái thanh này nó có mát sườn nè, đúng không? Đây mình ghim dây màu vàng ở đây. À, bây giờ mình sẽ ghim dây màu vàng ở đây nè, anh em thấy quan sát cái đồng hồ cho mình nè. Đó, cái kim lên thấy không? Anh thấy không? Nó đang chạy lên kìa. Đó. Rồi, bây giờ mình dí về cái dây màu xanh nè. Chạy xuống nè. Thấy không? Đó. Nếu mà trường hợp mà mình đấu từ đây qua đây mà nó không lên gì, từ đây qua đây nó không có không lên không xuống gì thì anh em cứ đấu ra mắt. Đây mà thấy mà nó chạy lên chạy xuống ok thì chứng tỏ là cái dây màu xanh này nó đứt nha. Đó. Đó là mình nói là trường hợp mà mình nối đây nè, nối đây mà nó không có lên nhé. Thì anh em nối ra ngoài cho mình, nếu mà có lây thì chứng tỏ dây màu xanh dây mát này đã đứt rồi, đứt thì quá dễ đi. Đó, nó đứt thì quá dễ, anh em chỉ cần lấy cái cọng dây mát này nè, chúng ta nối từ đây, nối tắt ra đây cho mình, ghim vô đây cũng được, mở ốc ra chúng ta kẹp cho đây, kẹp bất cứ chỗ nào cũng được nha, miễn thần vào trong sườn xe cũng được. Anh em cắt ra chúng ta nối vô đây cũng được, hoặc là chúng ta nối trực tiếp ra khỏi cần cắt cái dây màu xanh đi và đi, chúng ta nấu thêm vô ra cùng dây là anh em sẽ nó có mát nha. Rồi nếu mà giả sử đây là cái phao xăng mình hư thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tháo ra nha. Và để tháo được cái phao xăng này thì rất đơn giản nha mấy anh em, thì anh em chỉ cần lấy cái kềm nhọn cho mình nè, nói chung cái gì được anh em có gì có làm cái đó ha, chúng ta nới ra đây một xíu anh em tháo ra cho mình nè. Yeah. Sau đó anh em đưa đây và chúng ta xoay theo ngược chiều kim đồng hồ nha. Đó, xoay theo nghiệp kim đồng hồ. Sau đó anh em sẽ lấy cái phao xăng ra. À, đây là cái phao xăng này. Đó, đây là cái phao xăng nha anh em. Thì ở chỗ này là nó là một cái biến trở. À, cái biến trở khi mà nó chạy lên chạy xuống thì nó thay đổi cái giá trị điện trở. Đó, thay đổi cái giá trị điện trở nó gửi về cái đồng hồ mình nha. Hồi nãy mình quên nói cái trường hợp thứ hai nữa. Thì giả sử như mà anh em đấu chỗ này ha, đấu đây mà nó không có lên kim, chúng ta đấu trực tiếp ở đây không lên kim thì anh em tháo cái đồng hồ cho mình. Tháo ngay cái đồng hồ á, đúng không? Thì anh em sẽ thấy ngay chỗ này nè. Chỗ này nó có ba cái chân, ba dây vào, dây đen sau khóa là anh em kiểm tra cho mình có điện nguồn sau khóa không, bật khóa lên là phải có điện dây màu đen, được chưa? Đó, nó phải có. Rồi anh em đo thông mạch, đo thông mạch là cái dây vàng sọc trắng và xanh biển sọc trắng từ ở đây nó có chạy về dưới đây không, được chưa? Đó. Còn nếu không á, nếu mà anh em kiểm tra cái chỗ này mà nó có dây nguồn 12V điện bình ắc quy á, dây màu đen, nếu mà có điện đúng không, thì anh em lấy một cái cọng dây điện chúng ta chấm ngay cái vị trí mà cái dây màu vàng sọc trắng á, hoặc là dây xanh biển sọc trắng, xanh dương sọc trắng á, chúng ta nối ra mát, có nghĩa là chúng ta nối từ đây ra mát trên này á, chỗ nào nó có mát thì chúng ta nối ra. Dây mát là dây màu xanh lá cây hoặc là cái sườn xe cũng được, hoặc cái ghi đông, các bạn nối tác ra coi hẳn có lên xuống gì không. Nếu mà lên xuống bình thường thì chứng tỏ là cái đường dây của mình có vấn đề nha, là chúng ta thay cái đường dây mới. Hoặc là các bạn chỉ cần mua một cái cọng dây điện thôi, chúng ta nối phía ngoài cũng được. Đó là cái cách mà chúng ta xử lý nha. Thì thường thường á là cái báo xăng ở trên này đối với những cái dòng xe chính hãng là cái motor, cái cụm ngay chỗ này nè, cái ngay chỗ cái vị trí đồng hồ cái ghim báo xăng này
nó không có hỏng nha. Mà đa số ở đây là nó hỏng cái biến trở này. Đó, chủ yếu là hỏng biến trở nha anh em. À, mình quên nói cho mấy anh em cái việc này nữa nha. Thì khi mà anh em lắp cái phao xăng vào á, thì trong này nó ron cao su ha, ngay vị trí chỗ này nó có một cái ron cao su. Còn anh em coi cái dấu cho mình nha, ở trên bất cứ cái phao xăng nào nó cũng có một cái dấu chỗ này nha anh em. Cái dấu này nè, cái dấu này thì anh em gài vô trúng ngay cái vị trí cho mình đây nha, cái gài nè. À, người ta làm dấu đây thì anh em đưa cái vị trí đó cho hai nó vô nó gặp nhau nha anh em nè. Đó, hai cái này thì nó gặp vào thì lúc này cái phao mình nó chạy lên chạy xuống nha. Còn nếu mà anh em gắn sai là cái phao này nó bị kẹt phao, nó không có lên xuống được đâu. Rồi, như vậy là cái video mình đến đây kết thúc nha. Rồi, xin chào tất cả mấy anh em nha.